Tại ra sao? Mình sẽ trang điểm cho bạn, còn Spa Cô Girl thì sẽ làm tóc cho bạn nha. Wow, bạn đúng là một cô dâu thật xinh đẹp đó. Mình chưa từng thấy cô dâu nào xinh đẹp như bạn vậy đó. Hey, bạn quá khen, cảm ơn bạn nha. Hey, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi thay đồ đây. Hey, các bạn ơi, mình hy vọng là cái váy này sẽ đẹp như là váy của Teresa vậy. Thôi bây giờ mình sẽ mặc vào thử xem sao. Hy vọng là anh Ken sẽ thích đó các bạn. Rồi, mình sẽ mặc vào thôi. Yeah. Các bạn thấy như thế nào? Cái váy này có đẹp hay không? Hey, Teresa, Teresa, hãy nhìn mình đây, Teresa. Wow, bạn xinh đẹp y như cô dâu luôn. Wow, cả hai bạn đều rất là xinh đẹp. À, Barbie, bạn có muốn mình trang điểm cho bạn hay không? À, mình đã trang điểm rồi. Cảm ơn bạn nha. À, không có gì. Rồi, Teresa, bây giờ bạn hãy đeo vòng đeo cổ này vào và cầm hoa nữa. Đúng rồi, cô dâu thì phải có hoa tai. Rồi, rồi, bây giờ đeo vào nha. Xong rồi, đẹp quá, đẹp quá. Rồi bây giờ bạn hãy cầm hoa lên. Rồi bây giờ Teresa hãy cầm bó hoa này nha. Wow, bó hoa này rất là phù hợp với cái váy của bạn đó. Rồi, wow, đẹp quá Teresa ơi. Rồi, tụi mình đã trang điểm và làm tóc cho bạn xong rồi. Thôi bây giờ tụi mình phải về nhà đây. À, cảm ơn hai bạn nha. Thôi, sẵn dịp mình mời hai bạn đến dự tiệc cưới của mình tại nhà hàng luôn nha. Ok, cảm ơn Teresa nha. Mình sẽ gặp bạn sau. Ok, bye Barbie, bye Barbie, bye. Hey, mọi người ơi, mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa? Wow, Barbie đâu mất tiêu rồi. Ủa, sao ở đây có hai cô dâu vậy nè? Wow, Teresa. Không nhận ra Teresa luôn các bạn ơi. Wow, Teresa, em rất là xinh đẹp đó. cảm ơn anh Ken nha. Barbie đã giúp em đó. À, vậy hả? Ủa, Barbie đâu mất tiêu rồi ta? Barbie, Barbie, sao em đứng trong tủ vậy? Wow, hey Barbie, wow, Teresa, wow, anh không nhận ra em luôn đó. Hey, anh thích cái váy này quá, hoa nữa, rồi vòng đeo cổ nữa. Hey, đẹp quá, đẹp quá. Ok, mọi người đã chuẩn bị hết chưa? Bây giờ chúng ta phải ra nhà hàng thôi, khách đã đến rồi đó. Ủa, em bé đâu rồi, em bé đâu rồi Barbie? Rồi chúng ta sẽ ẵm ba em bé đi đám cưới luôn. Wow. Trong khi đó, tại nhà hàng, mọi người đã đến đông đủ. Wow, mọi người đang chờ cô dâu và chú rể đến đây. Wow, trên bàn tiệc chúng ta đã thấy bánh kem. Wow, chúng ta thấy một cái bánh kem ba tầng luôn. Bánh kem cưới, rồi còn có bánh cupcake, còn có bánh donut và rất là nhiều hoa hồng. Wow, và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là bạn Bloom. Wow. Ấy dạ, sao giờ này cô dâu chú rể vẫn chưa đến vậy ta? Chương trình sắp bắt đầu rồi. Ê, mọi người ơi, mọi người thông cảm nha. Hãy đợi cô dâu chú rể thêm một vài phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi tiệc nha. Ê, các bạn ơi, chị MC rất là xinh đẹp đó và còn hát hay nữa. Hai mình ước gì mình cũng trở thành MC và ca sĩ đó các bạn. À, mọi người ơi, hình như cô dâu và chú rể đã đến rồi. Ấy, đang tiến vào trong là cô dâu xinh đẹp Teresa. Hai hai mọi người xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nha. Ủa, chú rể đâu mất tiêu rồi? Anh đi đâu mất tiêu rồi? Teresa, Teresa, anh đây, anh rung quá. Wow, mọi người đã tới đông đủ rồi hả? Wow, hai chào mọi người nha. Rồi, bây giờ xin mời cô dâu và chú rể hãy vào vị trí bên đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu làm lễ nha. Ôi trời ơi, rùng quá các bạn ơi, sắp làm lễ rồi, thôi mình vào vị trí thôi. Khoan 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 đã mọi người ơi, còn mình nữa, ơi, xin lỗi mọi người, mình đến trễ nha. Ơi, vì mình có con nhỏ đó. Ơi, các bạn ơi, rồi khách đã đến đông đủ hết rồi, rồi hết chỗ ngồi rồi, mình ngồi ở đâu đây? Thôi vậy mình đứng cạnh Teresa vậy. Wow, đây là cái bánh cưới của Teresa. Wow, ba tầng luôn. Ơi, đẹp quá, mình muốn ăn liền bây giờ. Ủa, anh Ken và Amy đã mất tiêu rồi. Anh Ken ơi, nhanh lên đi, sắp làm lễ rồi. Wow, xin lỗi mọi người nha, xin lỗi mọi người nha, mình đến trễ đó. Ủa, Barbie đâu mất tiêu rồi, Barbie. Ủa, em đứng trong đó hả, Barbie?
Cảm ơn tất cả các quý khách đã đến tham dự tiệc cưới của bạn chúng tôi là cô dâu xinh đẹp Teresa và chú rể Pita. Rồi bây giờ mọi người hãy cho một tràng pháo tay để chúc mừng đám cưới hạnh phúc của đôi tân lang và tân nương. Rồi buổi tiệc đã bắt đầu rồi, xin mời cô dâu và chú rể cắt bánh nha, cắt bánh.